Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trước mặt anh em đây là một con Namek trong hành trình Namek chơi set giáp kết hợp với avatar giảm 50% sát thương của mình nha anh em. Thì ngày hôm nay sau hơn một tháng xuống núi, con này đã đủ được 9.900 cái mảnh bông tai rồi. Giờ còn thiếu tầm 100 mảnh nữa thôi là kết hợp được cái bông tai cấp 2 nhá. Thì ngay bây giờ mình sẽ sang bên đảo gặp ông Santa, tiến hành mua 100 mảnh và đi nâng cấp bông tai cấp 2 cho nick này nha anh em. Rồi anh em ơi, thì ngay bây giờ mình sẽ tiến hành đó chính là mua mảnh vỡ bông tai luôn nha anh em. Đấy, mỗi ngày anh em chỉ mua được tầm 100 mảnh thôi. Và mua thì mất tầm 500 ngọc. Ok, bây giờ là 60 mảnh rồi này. 70, 80, 90 và 100. Bây giờ thì mình sẽ về nhà và lấy thêm 9.900 cái mảnh vỡ bông tai ra nữa nha anh em. Vừa tròn là 9.999 cái. Rồi bây giờ mình sẽ lấy luôn nha. Đây, dư ra 1-2 cái luôn này. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi nâng cấp luôn nha anh em. Sang bên làng Mori đi nhỉ. À mà quên mất đang ở đây rồi mà. Đợi tí, sang làng Mori ngay bên cạnh. Quên lại đi dùng cái capsule đặc biệt anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ sang gặp bà Smith để tiến hành nâng cấp luôn nha anh em. Hy vọng là nó thành công ngay lần đầu luôn đi. Đậu xanh chứ sang lần thứ hai là lại phải đợi ngày mai đấy anh em. Tại vì một ngày chỉ mua được 100 mảnh thôi anh em. Ok, lên ạ. Vãi cả nồi. Thôi thì chắc là lại phải đợi ngày mai rồi anh em ơi. Hello anh em. Và đây, vừa nãy thì mình vừa úp xong 100 mảnh của ngày hôm nay. Đây thì hiện tại đã có 9.999 cái rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đó chính là đi nâng cấp Porata cấp 2 nha anh em. Để xem là hôm nay nó có thành công hay luôn không. Thì trước đó mình có làm về trái đất với Saiya rồi. Đây là con nick cuối cùng của mình để nâng cấp cái bông tai cấp 2 ấy. Đủ 3 hành tinh cho anh em xem luôn nha. Chắc là Namek thì nhiều anh em cũng biết rồi, nhưng mà biết đâu bất ngờ lại có nhiều anh em chưa nhìn thấy đúng không? Thì ok, hôm nay mình sẽ làm cho anh em xem. Hy vọng lên luôn đi, đừng để phải sang ngày thứ 3 thì nó lại hơi mệt đấy anh em ạ. Ok, cho vào này. Mất 5 triệu vàng và 20 ngọc. Ui sổ, đây rồi. Cuối cùng cũng lên rồi đây anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ tách ra và hợp thể lại cho anh em xem là cái hình dáng của bông tai cấp 2 của Namek nó như thế nào nha anh em. Đấy, mình làm đủ 3 hành tinh cho anh em xem luôn. Trái đất, Namek và Saiya. Nhưng mà Namek là đi cuối cùng nha anh em. Tại vì Namek mấy ngày sau mình với úp cơ. Đây thì hình dáng của nó đây nha anh em. Nhìn khá là lịch lãm đấy nhở. Thôi thì chắc là bây giờ tiếp tục hành trình set giáp thôi nào anh em. Ok anh em ơi, và sau khoảng tầm hơn một tháng đi úp mảnh vỡ bông tai thì mình cũng không úp được thêm cái nick này tí gì luôn. Thì ok, ngày hôm nay trở lại để úp con đệ nốt nha anh em. Thì con đệ của nick này mới 20 mấy tỷ thôi, thì mình sẽ úp lên 40 tỷ nha anh em. Đây, mình đã mua sẵn bùa 3 ngày rồi anh em ạ. Tại vì admin đã khóa cái bùa 1 tháng vào rồi ý. Đây, mình chuyển một set gọi là tiềm năng sức mạnh 25% sang để đi úp nha anh em. Thì để tránh bị lỗi chỉ số, chắc là mình sẽ úp ở bên tương lai thôi. Và cái map mình chọn được chính là Cell 6 nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi tìm cá đích để sang bên tương lai cái nha anh em. À đây, gặp luôn. Ok, đến tương lai thôi nào. Đây anh em ơi, thì cái chỗ mình úp con đệ thì chắc ở chỗ này nha anh em. Đây, hai con, úp đậu xanh. Mà cái tự động luyện tập nó toàn tự động đẻ trứng các thứ ra không à. Tách ra này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ treo con đệ ở đây thôi. Con đệ này là con đệ Kaioken, nhưng mà treo vẫn vô tư thôi anh em. Cân hai con là chuyện thường. Rồi, thì bây giờ mình sẽ treo nha. Và khi nào lên 40 tỷ thì mình sẽ quay trở lại với anh em. Ok anh em ơi, và sau khoảng tầm 2 ngày úp thì mình đã lên được 40 tỷ rồi. Nhưng mà sau tận 4 ngày mình mới trở lại với anh em. Tại vì mình còn để thời gian để chuẩn bị cái mảnh hồn bông tai ấy. Thì đây, hôm nay mình có chuẩn bị set HP các thứ sang hết rồi. Ngoài ra thì mình cũng chuẩn bị thêm x300 mảnh hồn bông tai để mình mở cái chỉ số của Porata cấp 2 nha anh em. Ok, thì ngay bây giờ mình sẽ test luôn phát đầu tiên đi. Đây, mình cũng chuẩn bị 20 đá thanh lam, đá xanh lam này, x99 mảnh hồn bông tai này. Ok, hy vọng là nó ra cho mình là phần trăm giáp nha anh em. Tại vì Namek này là Namek chơi giáp mà. 9% giáp đi. 9% giáp thì tuyệt vời luôn đấy. Ui vãi cả nồi. Hầu như cái nick nào đậu xanh hình như là lần đầu mở nó ra cái nội tại này hay sao anh em. Cái nội tại 5% HP trên 30 giây này. Cái đậu xanh nhà nó nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy thêm x99 mảnh hồn bông tai ra để mở phát nữa nha anh em. Để xem là nó có ra ấy, để xem nó có ra cái phần trăm giáp cho mình hay không nha anh em. Con này thì tính ra là hiện tại mới được tầm 70 mấy phần trăm giáp thôi à. Chưa được mắc là 85 đâu anh em. Ok, phát nữa đi nào.
vai nồi lại còn chúc con may mắn lần sau nữa. Xui vai nồi. Rồi anh em ơi, thì đây là X99 mảnh hồn bông tai cuối cùng nha anh em. Mình gom mãi mới đủ đấy. Mà cái đậu xanh nó xui quá, một lần xịt một lần lại ra cái nội tại ma, nội tại quỷ không à. Ok, nâng cấp 250 ngọc xem nào. Đây rồi, đấy. Có cái chữ này thì nó tự tin hẳn. Ra cái gì đây? Giáp. Vai. Nên ngày có chơi né đòn đâu. 9% né đòn. Đậu xanh. Sao không phải là 9% giáp? Để cho mình mắc luôn cái phần trăm giáp đi. Đậu xanh. Rồi anh em ơi, thì mở nội tại của Porata đen quá thì bây giờ chắc là mình sẽ đi mở nội tại của Nick đi. Tại vì nội tại của Nick hiện tại có liên hoàn 14% thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ đổi xương xương để xem là nó ra cái gì đây. Mình có chuẩn bị 1 tỷ vàng với cả xương xương ít ngọc thôi. Thì khi mở nội tại thì mình thường sang cái map là rừng Karim nha anh em. Map này thằng bạn mình nó giới thiệu cho mình. Mở cũng khá ok thì ok. Hôm nay mình sẽ mở tiếp ở đây nha. Xem là nó có hên hay không. Sổi ôi chưa gì đã thấy giảm 3% của mình rồi. Chị thương 16 này. Thì hôm nay mục tiêu của mình cũng chả có gì đâu. Cứ ra cái nào VIP thì mình chơi thôi. Chứ mình cũng chả biết là giáp thì nên lấy khiên hay là biết đâu bất ngờ nó lại ra cho mình cái liên hoàn 24%. Thì nó lại là phân vân. Nên là cứ ra cái gì VIP là mình chơi nha anh em. Mình cũng không có cái mục tiêu gì cho cái nick này cả anh em ạ. Mà Canco Sapo. Ui đẻ trứng 60% này. Vãi nồi. 20 triệu nữa, 36, ui gần hết vàng rồi, 1 tỷ mấy mà bây giờ còn có 154 triệu. Vách cả nòi, mà cần cô Sabo tiếp. Biến sô-cô-la, tiềm năng sức mạnh, 100 ngọc, vai à. À đây rồi, cai đậu xanh liên hoàn 20%, thiếu 5% nữa là mắc, cũng được. Cái nội tài này cũng được nha anh em. Thôi thì chắc là mình sẽ giữ cái liên hoàn 20% này đi. Tại vì... chơi xếp giáp thì lấy liên hoàn cũng được mà anh em. Chứ tìm nãy giờ không thấy một cái khiên nào toán ra cái nội tại ma quỷ không à. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đó chính là đi test cái avatar với, kết hợp với xếp giáp nha. Thì clip trước mình test nó hơi lỗi, mình chưa giảm ki đủ xuống dưới 20%. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ test lại cho anh em xem nha. Thì nhiều anh em cũng góp ý cho mình bảo là giảm ki về 0% luôn đi cho nó máu. Đó chính là dùng laser. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ học cái laser sau đó đi test lại cho anh em xem nhá. Giảm ki về không luôn. Là không anh em nào có thể bắt bẻ được mình nữa rồi. Thì sao ki tiêu hao lại không nhở? What the fuck. Nhưng mà sau khi dùng laser xong mình cũng test rồi. Test ở mấy nick rồi thì nó là về không nha anh em. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi test cho anh em. Đây giáp 11% này. Thì bây giờ mình sẽ tính xem là nick này bao nhiêu nhá. 8 nữa là 19 này. 19 với 12 nữa là 31. 12 nữa là 43, 43 với cả 20 nữa là 63, 63, 12 là 75, chuẩn rồi, 75% giáp nha anh em. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test để xem là cái sức chịu đựng của nick này nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, thì đây, hôm nay mình sẽ test với nick 18h51 hi hi nhá. Đấm là bao nhiêu? Trừ 1, trừ 111k ở đây để mình bật cái hành trang cho anh em xem là đấm trừ bao nhiêu nhá. Ủa cái gì 300k cơ, vãi nồi, 279k. 116k. À đấm là 110k một hit nha anh em. Đây là mình chưa giảm ki nhá. Đấy, đấm là rơi vào tầm 114, crit là 260 mấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử laser và gnic đấy, sau đó mình sẽ test lại xem là đấm được bao nhiêu nha. Rồi, sạch ki nha anh em, không ki này. Bây giờ mình sẽ đấm thử xem là sát thương nó như thế nào nhá. Đấm lại xem nào. Vẫn 270 mấy, 114. Vẫn vậy mà. Ô, ki không kìa anh em. Đấm sát thương nó vẫn vậy. Ô, tôi bịp chưa? Bịp vãi nồi. Nhiều anh em bảo test được. Đây, mình test có được đâu. Bịp mà. Vãi nồi. Rồi, thì mình vừa mới đi hồi ki, à hồi chiêu lại để mình test lại cho anh em xem nha. Đây, mình trưởng một phát này. Sạch ki nha, chuẩn rồi nha. 3.29 này, bây giờ mình sẽ đấm thử xem ạ. 108, 106, 111, 100. Vẫn thế mà. Khác gì đâu nhở. Ảo thật đấy. Vãi nồi thật đấy. Ô vãi cả nồi, mình lại được cái con chibi ki. Ôi dồi ôi, đang test ra cái chibi ki. Ôi dồi ôi. Ok anh em ơi, và bây giờ mình sẽ tiến hành đó chính là test lại nha. Mình vừa thoát game ra vào lại. Đây,
đấm thì nó rơi vào tầm 69-70, chưa giảm ki nha anh em. Ô sao tự nhiên đấm lại giảm nhiều thế? Hay đam con kia bị hết item anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ laser này, hết sạch ki rồi nha anh em. Sạch ki vừa nãy là đấm 6 mấy đúng không? Bây giờ đấm lại này, vẫn 6 mấy. Tại nick kia hết item thôi anh em chứ không có gì. Vẫn 6 mấy 7 mấy không à? Cái cải trang này bịp rồi anh em ơi. Giảm 50% mọi sát thương bao giờ đâu. Đúng bịp. Đúng bịp rồi đấy. Thôi thì nói chung là chịu rồi đấy anh em. Nhiều anh em cứ bảo mình test ngu nhưng mà đấy, mình test lại cho anh em xem đấy, nó vẫn cứ gọi là bịp thôi. Thôi thì chắc là clip của mình ngày hôm nay cũng đến đây thôi. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì nếu có nhu cầu muốn mua nick thì đừng quên ghé vào shop của mình, link dưới phần mô tả nha anh em.